có được không anh Bình? Chào tất cả anh em nhé. Chào. Hôm nay mấy anh em tiện đi dọn cái vườn này, có ít gỗ lũa nó mục cái lấy về để bỏ vào hồ cá chơi cho vui. Anh Bình anh đang nghiên cứu thử cái này bỏ vào nó có đẹp. Đây, anh em lấy được ít không sọt. Này ghép lan được. Mời anh em hành trình với anh em chúng tôi nhé. Kia là anh Thế Anh, diễn viên chính. Anh đang cầm xe beng. Khu vực này lũ nhiều lắm. Cái này mà không ấy lên thì người ta cũng vất bỏ phí lắm các bác ạ. Anh Bình này thích chơi hồ cá. Đấy cái loại đây đẹp ấy. Cái này tôi cũng chán nhỉ. Đồng mức. Anh Bình ơi, đục cái thân hơi to nhưng đẹp. Bơm đẹp, vãi chuột. Lấy những cái lũa này đa số nó chỉ nằm ở những cái vườn cây thôi anh em ạ. Vườn cây để nó mới mục nó mới lũa thế này. Anh bạn anh nghe chở một chuyến về trước. Quý anh em nhé, khai thác trong vườn điều nhé. Vườn điều nhà. Không nhiều bác này cứ tưởng này vào rừng khai phá rừng hoang là không được. Thì đa số cái này nó nằm ở trong vườn. Cái này nhìn ra được cái gì chả? Trong vườn người ta đẩy anh em làm à. Nóng nước. Mời các bác nhé. Phết. Ngon. Có miếng lũa là độc quá các bác. Này có miếng cái tôi cũng chưa hiểu với cái này mấy đâu. Anh Bình. Anh ấy chuyên máy gia về máy bị xịt. Máy hơi tiểu. Về thủy sinh nên anh ấy hiểu được cái gì đẹp. Bỏ vào cái phi thì chắc là xịt. Dây điện luôn. Phơi khô ráo tối là ráo. Bao nhiêu năm chờ con mối nó ăn được thế này. Mày chết chưa? Cái cục nào mà đẹp á, vẫn dùng axit. Cái này axit đấy có mà. Nó có những cái lỗ này đúng ra là phải cắm một con mối. Nó trở thành cái nguyên thủy. Nhưng mà mấy cái lỗ cho lỗ. Lỗ này thì xịt để đẹp thôi. Lỗ hương lỗ gì. Chứ hình dáng này bỏ cá. Gỗ này thường thường nó là gỗ gì của anh? Cầm xe. Cầm xe. Gọi là cầm xe. Đây cầm xe này các bạn. Đây là cái dạng gỗ hôm qua này. Cái này giống như cái tờ giấy vậy. Cái này. Cái này thế nào?
Cái đấy phải ngửa lên nó mới lộ được cái lỗ đẹp của nó ra. Cái núi đá, úp xuống thì được còn mấy cái rễ ngửa lên. Nó có những cái mối ăn nó độc lạ. Thì bao nhiêu năm tháng mới ăn được này. Đi tìm cái đẹp là nó như thế đấy các bác. Đôi khi nó nằm ngay cạnh mình không biết được. Đây là với con mắt nghệ thuật của anh Bình, anh đang mẹ. Cái này là cái tên lửa. Ừ, thật mà cái đó giống cái hỏa tiễn. Đẹp, tại cái đầu nó bút nó hót lại đẹp rồi. Anh Bình, nhắn thua. Này anh làm như này anh không cần phải hết này. Anh cắt đây anh làm cái cây ở chỗ này. Hôm nay anh em tôi vào vườn là kiếm được khấm khá các bác ạ. Lũi ghép lan. Rất nhiều trong vườn điều. Video đây tôi xin tạm biệt tất cả các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.